Tiếp theo sẽ là những thông tin đáng chú ý về thị trường hồ tiêu, cà phê và giá lợn hơi ngày hôm nay. Hôm nay giá tiêu tiếp tục đà tăng nhẹ ở thị trường trong nước lên quanh mốc 80.000 đồng 1 kg, thấp nhất tại Đồng Nai ở mức 77.500 đồng 1 kg, tiếp đến là Gia Lai 78.500 đồng 1 kg. Tại hai tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông, giá tiêu phổ biến ở mức 79.500 đồng 1 kg, Bình Phước 80.500 đồng 1 kg. Cao nhất nước ngày hôm nay là giá tiêu tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu với 81.500 đồng 1 kg. Giá cà phê hôm nay tại các vùng trọng điểm vẫn giữ ở mức 39.800 đến 40.700 đồng 1 kg. Thấp nhất là Lâm Đồng, cao nhất là Đắk Lắk từ 40.600 đến 40.700 đồng 1 kg. Các tỉnh Gia Lai, Kon Tum ở mức 40.400 đến 40.500 đồng 1 kg và Đắk Nông ở mức 40.600 đồng 1 kg. Giá lợn hơi miền Bắc hôm nay dao động trong khoảng 45.000 đến 49.000 đồng 1 kg. Thái Bình và Vĩnh Phúc giá đang cao nhất miền Bắc với 49.000 đồng 1 kg. Khu vực miền Trung Tây Nguyên tiếp tục ổn định quanh mức 48.000 đến 53.000 đồng 1 kg, cao nhất là tại Thừa Thiên Huế. Tại miền Nam, giá lợn hơi dao động trong khoảng từ 47.000 đến 51.000 đồng 1 kg tùy địa phương. Một vài nơi giá giảm 1.000 đồng 1 kg, Đồng Tháp xuống còn 49.000 đồng 1 kg, ngang bằng với các tỉnh Vũng Tàu, An Giang và Bạc Liêu. Nối tiếp chương trình sẽ là những thông tin về thị trường giá cả nông sản. Theo số liệu của Hải quan Việt Nam, sau nhiều tháng tăng trưởng liên tục, giá trị xuất khẩu cá ngừ của Việt Nam trong tháng 8 đã giảm 19% so với cùng kỳ năm 2020. Các thị trường chính như Mỹ, EU, khối CPTPP đều giảm. Kim ngạch xuất khẩu cá ngừ Việt Nam sang Mỹ trong tháng 8 giảm gần 26% so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng tính chung 8 tháng đầu năm vẫn vượt hơn 200 triệu đô la Mỹ, tăng 11% so với cùng kỳ năm ngoái. Sau Mỹ, trong tháng 8 vừa qua, xuất khẩu cá ngừ sang thị trường EU cũng giảm 28% so với cùng kỳ năm ngoái. Thị trường các nước CPTPP lớn thứ 3 cũng giảm nhẹ 4,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam VASEP đánh giá, việc xuất khẩu cá ngừ sang các thị trường chính đồng loạt giảm trong tháng 8 vừa qua là kết quả trong dự tính sau khi nhiều tỉnh thành thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị số 16, các nhà máy đóng cửa hoặc giảm tối đa công suất để thực hiện 3 tại chỗ. Cũng liên quan đến lĩnh vực thủy sản, mặc dù phải đang chống chọi với làn sóng dịch COVID-19 thứ tư, song ngành thủy sản Việt Nam vẫn có một số điểm sáng khi xuất khẩu sang các thị trường nhỏ như Mexico, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha vẫn tăng trưởng trong 8 tháng qua. Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam VASEP, tính đến hết tháng 8 năm 2021, xuất khẩu thủy sản sang Mexico đạt trên 59 triệu đô la Mỹ, tăng 77% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, chỉ riêng với cá tra, tính đến hết tháng 8 năm nay, xuất khẩu cá tra sang Mexico tăng 72%, đưa Mexico trở thành thị trường lớn thứ 3 về giá trị nhập khẩu cá tra Việt Nam sau Trung Quốc và Mỹ. Tại thị trường Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha, VASEP cho biết trong tháng 8 vừa qua đã có sự tăng trưởng bứt phá nhờ nhuyễn thể hai mảnh vỏ và cá ngừ. Cụ thể, xuất khẩu thủy sản sang Tây Ban Nha trong tháng 8 đạt 8,2 triệu đô la Mỹ, tăng 48%. Với thị trường Bồ Đào Nha trong tháng 8 ghi nhận tăng 15% với kim ngạch 3,8 triệu đô la Mỹ và tổng cộng 8 tháng đầu năm tăng 13% đạt gần 30 triệu đô la. Nhiều tháng nay, các hộ dân nuôi cá lồng ở các vùng ven biển tỉnh Nghệ An đang rất lo lắng vì các loại cá vược, cá hồng Mỹ đã đến kỳ xuất bán nhưng do dịch COVID-19 nên không thể tiêu thụ. Nếu tình trạng này kéo dài, người dân sẽ phải bù lỗ khá lớn vì chi phí mua thức ăn cho cá hiện rất cao. Hơn 4 tháng nay, gần như ngày nào anh Vui đều túc trực ở vùng nuôi lồng bè của gia đình mình. Hơn 16 tấn cá đang ở dưới lồng, chưa thể xuất bán, khiến anh đứng ngồi không yên. Không có nguồn thu, trong lúc chi phí đầu tư nuôi cá ngày lại một tăng. Trong mùa dịch bệnh COVID-19 này thì cái lượng cá nuôi ở trong lồng này nó mức độ tiêu thụ cực chậm. Giờ là không xuất ra được thì cộng với này phải bỏ tiền ra để cho mua thức ăn cho cá này thì cái kinh phí nó đổi lên thì cũng rất cao lên. Và cho đến thời điểm này thì có từ 80 cho đến 100 tấn là lượng cá mà đã có thể xuất bán được rồi. Tuy nhiên trong cái điều kiện dịch Covid này thì người dân xuất bán cũng rất là khó khăn. Nghề nuôi cá lồng bè mang lại nguồn lợi kinh tế khá cao,
Vì vậy rất nhiều người dân ở vùng ven biển Nghệ An đã đầu tư vào đây. Trong đó tập trung nhiều nhất là ở thị xã Cửa Lò, sản lượng mỗi năm khoảng 300 tấn, chủ yếu là cá vược, hồng mỹ và cá mú. Thời điểm tiêu thụ tập trung vào mùa du lịch, tức là dịp 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 hàng năm. Thế nhưng, dịch COVID-19 bùng phát đúng vào thời điểm này khiến cá lồng bè không xuất bán được. Giá cả thức ăn tăng cao, người nuôi chấp nhận bán cá với giá thấp hơn, nhưng cũng khó tiêu thụ. Tiêu thụ năm nay so với các năm thì do bình COVID và ảnh hưởng nhiều cái vấn đề nên với cái việc xuất cá vẫn còn bị ừ đồng. Sở đơn vị xây dựng cái thị trường điện tử phát huy tối đa thì tiêu thụ nội bộ để mà tiêu thụ giảm bất kỳ hỏa cho bà con nông dân khi sản xuất mà xuất khẩu cũng như là tiêu thụ sang nơi khác là chưa không đi lại được. Hiện không chỉ cá lồng, dịch bệnh COVID-19 cũng khiến cho nhiều loại nông thủy hải sản trên địa bàn Nghệ An gặp khó khăn trong tiêu thụ. Sở Công Thương Nghệ An đã có văn bản gửi vụ thị trường trong nước. Sở Công Thương các tỉnh thành hỗ trợ kết nối doanh nghiệp, nhà phân phối để hợp tác tiêu thụ sản phẩm cho người nuôi cá. Trong những ngày đầu thực hiện giãn cách xã hội, siết chặt theo chỉ thị 16, giá nhiều mặt hàng thực phẩm tại thành phố Hồ Chí Minh đã tăng lên gấp 3 lần. Đến thời điểm hiện tại, giá vẫn chưa có chiều hướng giảm mà có thể sẽ tiếp tục tăng khi nhu cầu mua sắm vẫn cao nhưng kênh bán hàng lại quá ít. Các ý kiến cho rằng, trong bối cảnh người dân thành phố đang khó khăn để kéo giá thực phẩm xuống thì cần phải đa dạng các kênh phân phối bằng nhiều hình thức, không nên chỉ phụ thuộc hoàn toàn vào một số hệ thống bán lẻ đang hoạt động. Mỗi tuần giá các loại rau củ quả trái cây lại nhích lên từ 200 đến 300 đồng trên một ký. Cá biệt có những mặt hàng như dưa leo hay khổ qua đã tăng gấp 4 lần so với trước kia. Thịt heo cũng tăng lên 20%. Cái giá cả mà hiện như theo như cái mức mà đã cứ như hiện nay mà, là cũng như là gia đình của tôi là không thể nào mà lo cho cuộc sống nổi nữa hết trơn. Bây giờ là trên thị trường là tất cả 19 tỉnh miền Đông, Tây, Nam Bộ là đang bị hỏng hết. Là nó đang đội cái giá dưa leo, dưa khổ qua lên cao. Thông thường nông sản khi đến tay người tiêu dùng sẽ đội lên 2 lần. Do phải qua nhiều khâu trung gian, trong điều kiện dịch bệnh, giá này sẽ lên cao từ 3 đến 4 lần. Trước thực trạng này, Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh đang lên phương án tìm thêm nguồn hàng từ nhà vườn để trực tiếp đưa đến tay người tiêu dùng thành phố. Chúng tôi đang có kế hoạch phối hợp với Sở Công Thương các địa phương và các tổ công tác đặc biệt của Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn và Bộ Công Thương để đưa hàng hóa trực tiếp từ nhà máy, từ nông trại, từ cánh đồng đến tay người tiêu dùng. Hiện nay, khi nhiều nhà máy sản xuất vật tư phụ như bao bì, nhãn mác đều đóng cửa, các nhà bán lẻ bắt buộc phải bỏ ra số tiền cao từ 3 đến 4 lần để mua từ nơi khác, giá bán ra cũng phải tăng theo. Nhiều nhà xuất khẩu trái cây vì thế đã đề xuất giải pháp hỗ trợ các đơn vị siêu thị tại thành phố Hồ Chí Minh nhằm giảm giá đầu vào, từ đó làm hạ nhiệt giá đầu ra. Chúng tôi là có lao động, chúng tôi là có nhà máy đạt chuẩn để mà đóng gói, để mà làm những cái cung cấp cái hàng hóa vậy thì chi phí nó sẽ rất là rẻ, và cái sự kết nối giữa các hợp tác xã, người nông dân với lại các chuỗi cung cấp ở thành phố Hồ Chí Minh nó cũng sẽ dễ dàng hơn. Bên cạnh đó, để hỗ trợ người dân thành phố Hồ Chí Minh có thể mua được thực phẩm với giá ổn định và hợp lý hơn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng đã thành lập trang thương mại điện tử với 37.000 combo gồm một túi 10 ký. Ở đó, người tiêu dùng có thể đăng ký mua hàng trực tiếp thông qua các combo với các mức giá từ 150.000 đến 500.000 đồng. Thì tất cả những cái đó là kết nối để cho hai bên mua bán. Bình quân một ngày thì tổ chúng tôi là kết nối được từ 40 cho tới 50 cái đơn hàng, và cái lượng hàng bình quân từ 200 cho tới 400 tấn cho một ngày. Với việc có thêm nhiều kênh bán hàng, số lượng hàng hóa cung ứng ngày một tăng, lượng tiếp nhận hàng hóa ở các trạm trung chuyển của những chợ đầu mối ngày càng nhiều. Giá cả hy vọng sẽ được giảm xuống trong thời gian tới, theo đúng quy luật của cung cầu. Trưa nay, thì Công ty Cổ phần Vaccine Việt Nam cho biết đã bàn giao cho Bộ Y tế hơn 1,3 triệu liều vaccine AstraZeneca mới nhập hôm 24 tháng 9. Như vậy, tổng cộng đến ngày hôm nay, Việt Nam đã tiếp nhận hơn 50 triệu liều vaccine COVID-19 các loại từ nhiều nguồn khác nhau. Hiện đã có hơn 38,3 triệu liều vaccine đã được tiêm, trong đó tiêm một mũi là trên 30 triệu liều, tiêm mũi 2 là gần 8 triệu liều. Việt Nam đặt mục tiêu sẽ tiếp nhận 150 triệu liều vaccine COVID-19 trong năm nay để tiêm chủng cho khoảng 70% dân số nhằm đạt được miễn dịch cộng đồng.